Nếu các bạn đang cần tìm mua một tài khoản FIFA Online 4, đừng quên ghé qua mua nick apple4.com. Shop bán nick FIFA Online 4 uy tín, giá rẻ và đặc biệt nhanh chóng với hệ thống hoàn toàn tự động. Truy cập ngay để đi chợ và đừng quên bỏ qua kèo thử vận may 100k, cơ hội sở hữu nick khủng. Chỉ có duy nhất trên mua nick apple4.com. Chào mừng các bạn đến với kênh HNDTV. Vào thời điểm này mà review Embolo mùa 17 thì nghe chừng hơi buồn cười. Đối với mỗi người chơi FIFA Online 4 tại Việt Nam thì chúng ta đều biết rằng lịch sử phát triển của trò chơi này kể từ khi mới ra mắt, gameplay đã thay đổi liên tục. Tuy nhiên dù cho game có thay đổi như thế nào thì vẫn có những dạng cầu thủ miễn nhiễm với update gameplay. Đặc điểm chung của những cầu thủ như thế này thì họ thường có chỉ số tốc độ rất cao, chỉ số sức khỏe ổn định và có một thể hình tương đối ngon. Nhân vật chính trong bài review lần này, Embolo, là một cầu thủ như vậy. Cho tới thời điểm mà mình làm bài review này thì Embolo đã xuất hiện 3 mùa giải, đó là mùa Golden Rookie, mùa TB và mùa Season Light. Đây cũng là cầu thủ hiếm hoi mà EA đã ưu ái cho anh ta 3 season với 3 bộ chỉ số khác nhau. Khác nhau về cả chỉ số ẩn, khác nhau về cả chỉ số thành phần và phong cách thi đấu. Trong đó thì chúng ta có một Embolo mùa GR với chỉ số ẩn sút xoáy tinh tế ở mã tốc độ, thể hiện là một cầu thủ rất mạnh trong những pha phản công, đỡ bước một và dứt điểm. Chúng ta có một Embolo mùa TB với chỉ số ẩn qua người tinh tế và sút xoáy, là một cầu thủ thích lừa bóng qua người và nguy hiểm trong chiến thuật giả lập xếp hạng. Cuối cùng thì chúng ta lại có một Embolo mùa Lai với bộ chỉ số phá bẫy việt vị. Với cá nhân mình, khi đã dùng qua cả 3 mùa giải của Embolo tiểu Rockba này thì mình có nhận xét rằng Embolo không phải là một cầu thủ có AI quá thông minh, không phải là một cầu thủ chọn vị trí rất tốt trong vòng cấm. Nhưng tiểu lại sau tất cả thì anh ta vẫn có cho mình, đó là một bộ chỉ số, một bộ thể hình và một con người rất hợp với meta game FIFA, rất hợp với cơ chế vật lý của tựa game này. To khỏe, nhanh nhẹn, càn lướt và quyết đoán, đặc biệt là có mái tóc bạch kim ngầu lòi trong game, một tạo hình rất ấn tượng. Và những gì Embolo thể hiện ở trên sân cũng ấn tượng không kém so với ngoại hình của anh ta. Nhanh nhẹn, càn lướt và quyết liệt, đó là hình ảnh của Didier Drogba ngày nào, và Embolo có cho mình biệt danh tiểu Drogba. Xét cho cùng thì để được sự tinh tế và khôn khéo như Didier Drogba là một điều rất khó. Nhưng ít ra thì khi cầm Embolo trong tay, chúng ta cũng có cảm giác phần nào về một voi rừng đang hiện về. Và đây là một trong số ít những cầu thủ mà mình đánh giá rằng đá hay hơn chỉ số rất nhiều. Mùa giải tốt nhất và đáng chơi nhất của Embolo đương nhiên là mùa Golden Rookie. Với mức lương 14, chỉ số quá 81, dễ cộng lên cộng cao và sẵn sàng hút bày hậu vệ khi cần. Với mức thẻ ít nhất là cộng 5 thì các bạn có 5 sao skill. Có một cầu thủ cao 1m85, nặng 86kg, thể hình to, chạy nhanh và có thăng bằng cao, chỉ số quyết đoán cao, chỉ số bình tĩnh cũng cao. Và chúng ta luôn biết rằng chỉ số ẩn tinh tế là một chỉ số rất hữu dụng trong game. Nó làm cho các cầu thủ sở hữu chỉ số ẩn này có xu hướng đỡ bóng bước một tốt hơn, qua người trong những tình huống một chạm một nhịp tốt hơn, dứt điểm một chạm cũng sẽ tốt hơn. Embolo sẽ luôn luôn là cầu thủ mà các bạn có thể tận dụng những tình huống phản công, chọc khe bổng, sẽ có những tình huống dốc bóng thẳng mặt qua hậu vệ, tông húc vào giữa hai hậu vệ, hay đó sẽ là những tình huống vô lê chính xác. Embolo đệm bóng rất mượt mà sau những đường căng ngang ZS đến từ các đồng đội. Chân trái chỉ có 3 điểm, nhưng đây không phải là trở ngại lớn. Vì với cảm nhận thực tế của mình, thì chân trái mặc dù có 3 điểm thôi nhưng sút cũng không đến nỗi nào. Có lẽ là do chân quá to chăng? Sau cùng, với quá nhiều điểm mạnh như vậy, tuy nhiên, Embolo không phải là người không có điểm yếu. Và những điểm yếu này thì chúng ta cũng thường thấy ở những tiền đạo cắm ở trong game. Đó là chuyền ngắn không quá tốt, kỹ năng phối hợp chỉ ở mức trung bình khá. Embolo mặc dù to cao nhưng như mình đã nói ở ngay đầu bài review thì đây không phải là một cầu thủ có AI chọn vị trí thông minh, cũng như không phải là người có khả năng đánh đầu tốt. Anh ta có thể dùng sức mạnh, tốc độ và khả năng bật nhảy để ti đe các hậu vệ, tuy nhiên đánh đầu có chính xác hay không thì khá hên xui. Tổng kết thì đây là con hàng ngon cho tín đồ chơi game đua xe thú phóng và đóng.
hay là những huấn luyện viên FIFA 24 có sở thích sưu tầm những cầu thủ trẻ. Trong tương lai thì mình tin rằng Embolo sẽ có những mùa giải chất lượng hơn nữa. Và đó cũng là toàn bộ bài review về Embolo của mình trong tựa game FIFA 24. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài review tiếp theo.